Coi xong rồi hai bà thấy như sao? Bây giờ nếu như mà anh Trí qua đó dùng nam nhân kế thì có mất mát thiếu hụt gì quá không? Tào lao, bên đó toàn tung ra ba cái chiêu dớ dẫn thôi, có làm được gì đâu lo. Nói gì thì nói, ba cái chiêu trò thiếu iốt đó, tôi nói thiệt với bà, không phải một tháng đâu, mà có 100 tháng công ty mình cũng không phá sản nổi đâu. Nó hù mình, nó khè mình thôi. Trời ơi, bà nói chuyện hay quá à. Chứ sao? Bà làm được như bà nói không? Sao không lo ở nhà kệ phụ bà Mai lo công ty đi? Ủa thì sắp tới tôi bận ra bộ sưu tập thu đông. Trời ơi, thì tôi bận thì bà Mai bà cũng biết chứ bộ. Sao bà không phụ đi? Suốt ngày lo đi chơi. Ủa nói hay lắm mà. Ủa vậy chứ bà sao? Sao vậy, sao không phụ người ta đi tự lo bộ sưu tập làm sao? Ủa nè nè, bà cũng là người trong công ty vậy. Cái nghề thiết kế của tôi là cái nghề chính nha, cái này chỉ là phụ thôi nha. Ủa mình tôi phụ mấy bà. Mình cũng là người trong công ty, mình có phải có trách nhiệm chứ. Ủa sao bà tối ngày đi mua sắm không vậy? Sống đây phụ đi. Phụ sao không phụ, sao biết tôi không phụ? Trời không phụ sao để bằng ai mình kìa. Ủa tôi phụ, tôi phải báo trình báo với bà hả? Qua làm chi vậy? Qua đứng coi em làm việc hả? Đúng rồi, em hẹn anh qua để thông báo cho anh tin vui nè. Báo tin vui hả? Khoan khoan khoan, đừng nói. Để anh đoán thứ coi ta. À biết rồi, bù đắp vô cái công sức của anh tìm thông tin cho em đúng không? À, một chuyến đi du lịch. Đi đâu ta, đi Đà Lạt hoặc đi là Phú Quốc. Thôi để anh tự quyết luôn cho. Đi Đà Lạt đi. Trong cái thời điểm này nha, cái không khí nè, xe xe lạnh, nên ăn một miếng thịt nướng, uống một ly rượu vang, trời ơi, nó lãng mạn. Thôi ngừng ảo tưởng đi. Em muốn gặp anh để bàn chiến lược phát triển mới cho công ty Oxy Quốc Dân nè. Làm bất hứng luôn á. Nè nè, anh coi đi, doanh thu đó rất là khả quan đúng không? Em muốn anh với em cùng nhau nghĩ một ý tưởng mới để cho tỷ lệ tăng trưởng của công ty Oxy Quốc Dân cuối năm trên 200%. Thấy sao? Em muốn anh làm gì? Anh chỉ cần dành ra một tuần suy nghĩ kế hoạch phụ em thôi. Em chắc chắn nhanh là em sẽ làm được và làm rất xuất sắc luôn. Ê, không có được đâu. Anh nói em nghe nè, yêu là yêu, công việc là công việc, đâu ra đó rõ ràng đàng hoàng. Anh biết công ty Oxin Quốc Dân này nè là tâm huyết của em, của Yến và của Quỳnh. Thì mấy cái đó em nên bàn với Yến với Quỳnh chứ sao bàn với anh được. Tại vì em thấy cái bản kế hoạch của công ty Oxin thứ thiệt nhìn nó có quen quen làm sao. Ê, đừng có nói với anh á là em đang nghi ngờ bạn em. Ê, anh nói gì vậy? Em không muốn nghi ngờ ai hết trơn á. Em chỉ muốn anh phụ em thôi. Anh có làm không? Sao làm được? Tự nhiên nghĩ tức thiệt nha. Anh thấy tất cả mọi chuyện không có công bằng gì hết á. Trong khi á, lợi nhuận của công ty Oxin Quốc Dân á thì lại chia ba, mà tất cả công việc á dồn vô mình em hết kìa. Nhìn lại em đi, làm bù đầu bù cổ luôn. Vậy chứ bây giờ anh muốn em sao? Dẹp hoặc là bán công ty đi. Coi như là trong khoảng thời gian vừa qua á, em làm ở đây nè để rút ra một bài học kinh nghiệm cho mình sau này, em hiểu không? Còn bây giờ nè, về bên công ty anh chuẩn bị sẵn cho em cái ghế phó giám đốc rồi. Anh đã tính hết rồi, mẹ cũng đã đồng ý. Anh không làm thì thôi, em tự làm. Em yêu là yêu, công việc là công việc. Em không có về công ty của anh làm đâu. Thiệt luôn á, anh không muốn đôi co em chuyện này. Em làm vậy á, em thấy em có ích kỷ lắm không? Em nghĩ cho bản thân em không à, nghĩ cho công việc không à? Trong khoảng thời gian vừa qua, em có dành thời gian cho anh không? Không giúp được cái gì thì thôi, đừng có ngồi đây cằn nhằn nữa. Nói thiệt với bà, tôi làm cổ đông công ty này là vì bà thôi đó. Chứ đam mê của tôi vẫn là thời trang. Nhưng mà nói gì nói, sau này bà kết hôn với lại anh Trí, ít nhiều gì thì bà cũng phải về công ty của anh Trí để mà phụ ảnh đúng không?
Rồi công ty này nè, bà cứ để lại cho bà Yến đi. Tôi sao không được hết trơn á. Bà không cần lo cho tôi đâu. Tôi gây lộn với ông Chí chút xíu tôi hơi buồn vậy thôi. Mai mốt công việc của công ty vô quỹ đạo hết rồi tôi cũng giao lại cho bà Yến à. Ừ. Mà nói nghe nè, rồi bà đã tìm ra cách để mà đối phó lại công ty Oxin Thứ Thiệt chưa? Bà cứ yên tâm giao cho tôi đi, tôi có cách hết á. Mà có gì á thì bà cứ nói với tôi. Còn nếu như mà ví dụ mình không đủ người á thì mình thuê thêm người. Có cái gì đâu mà ôm đờm hết vô một mình vậy là không có được, biết không? Ừ, yên tâm đi. Em cũng hết cách rồi nên mới phải tìm tới anh. Anh cũng biết đó, em hùng vốn trong công ty mà, ít ra em cũng phải có tiếng nói chứ. Vậy mà Mai làm cái gì á, không bao giờ chia sẻ với em. Em sợ là sợ Mai bị công ty Oxin Thứ Thiệt ăn hiếp nó thôi. Anh còn lo hơn em nữa nè. Nhưng mà anh nói với Mai có chịu nghe đâu. Sợ Mai làm cái kiểu này á, thế nào cũng sinh bệnh cho coi. Anh, hay là anh thử, anh hỏi Mai thử coi Mai đang tính toán cái gì vậy, để em biết em phụ nó. Em nghĩ là với anh thì Mai sẽ dễ chia sẻ hơn. Thôi, anh không nói chuyện với Mai nữa. Ủa sao vậy? Hai người chia tay hả? Thấy chưa? Suy nghĩ của em cũng đúng lắm chứ bộ. Ngay từ đầu là em đoán là hai người sẽ không hợp với nhau đâu. Chia tay được chứ gì? Nghe anh với Mai chia tay có vẻ em thích thú quá vậy. Vui lắm hả? Giỡn với anh thôi. Anh mà thử chia tay với Mai bạn em đi, em với bà Quỳnh xử anh tới bến luôn á. Ơ trời đất ơi, gì vậy hả? Gì? Ai vậy? Mai hả? Mai à, em hẹn Mai ra đây để hai người gặp gỡ. Hẹn chi vậy? Thì em tạo cầu nối thôi. Nhớ thăm dò nó giùm em nha. Yến, Yến, về theo người ta luôn đi. Thôi mà, em làm được rồi nè, anh đọc đi. Ăn mặc fashion quá ha. Mẫu mới của Quỳnh hả? Nhìn, không dám nhìn luôn á. Thôi đọc đi. Đưa cái này chi nữa, em chọc tức anh đúng không? Thì anh đọc cái đi. Trời ơi, anh không ngờ là em suy nghĩ được như vậy luôn á Mai. Cái này mà đưa nhà đầu tư á, em có được. Em làm gì vậy? Làm cái gì mà ăn mặc rồi trang điểm đậm lè với em? Bộ em nhìn kỳ lắm hả? Tại em thấy mấy người bạn gái cũ của anh ai cũng trang điểm hết, em bắt chước làm giống họ cho anh vui á. Bắt chước cái gì mà bắt chước, không biết, không biết làm gì thôi. Làm vậy là bị lầm lố, bị lầm quá kìa. Em nhìn lại đi. Anh thấy em làm lố vậy, để em mốt em sửa lại nha. Em làm xong việc rồi đó, ngày mai em đi học trang điểm nha. Rồi anh muốn đi du lịch không? Hai đứa mình đi du lịch. Anh muốn em làm gì cũng được hết á, miễn anh vui là được nha. Chừng cẳng lắm sao vậy? Nãy em lỡ té trước cửa quán. Trời ơi, thiệt tình. Ngọt chút đây coi. Ai cho vậy? Ai cho mang bán giày cao gót này làm gì? Không biết mang thì thôi. Rồi chân cẳng nè. Thiệt tình luôn á. Cái gì không thích thì thôi, cứ làm như những gì mình thích nha em. Đưa anh coi. Vậy anh giận em lắm đúng không? Anh không chấp nhận cách làm quà này. Người yêu của anh á, không biết trang điểm, không biết mang giày cao gót. Nhưng mà người yêu anh còn giỏi giang hơn rất nhiều người.
Mai à, từ trước đến giờ đó, lúc nào ngoài miệng anh cũng nói là anh thương em, anh lo lắng cho em. Nhưng thực tế, chưa bao giờ anh chia sẻ ước mơ với em cả. Thôi bây giờ vậy, em cứ làm những gì em thích. Anh sẵn sàng ủng hộ, anh sẵn sàng chăm sóc em. Cứ theo đuổi ước mơ của mình em nha. Anh xin lỗi. Em cảm ơn anh. Em cũng phải xin lỗi anh. Lúc nào em cũng công việc em bỏ anh. Anh thương em nhiều lắm. Tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm, truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.